vui mà đi mẹ mình cứ vẫy lên vẫy xuống giống như còn thì mà đánh với khâu gọi anh hoặc là chú tìm ra hiểu không, nhiều khi triệu dưới 2 triệu 3 triệu không quan trọng đâu, hiểu hiểu anh nói không, chú biết thấy không, chú nói một phát là anh chơi đấy chứ, nhiều khi chơi ba cái đầu cảnh mà đầu mẹ ngồi lèo lèo trẻ giá về nuôi có vui gì đâu, như đàn bà anh có thích. À cái con màu chín đấy, nó đến ít, chú sợ mà nó bị tiêu chảy đấy. Cháu căn nè nó ngày mai khi nào cháu rảnh cho tắm cho chú một cái. Để vuốt vuốt cái vuốt vuốt cái phần của nó đi đừng có để nó bám. Coi cháu giỏi nếu như mà tiêu chảy thì chữa ngay. Đúng không? À, anh cho em xin 5 phút nhé. Ok. Này quay chưa? Năm à? Nay mình 15 à? Anh 15. Anh không, cái điện thoại của anh bấm tắt nguồn đi, xong rồi anh bấm bật ngày cho nó hiện số ngày lên cho em đây. Anh nay à? Cho nó ngày hôm nay. 15. Không, để cho người ta nhìn cái điện thoại nó không lệch ngày được, anh hiểu không? Đây. Mày nhỏ quá. Được rồi. À là không. Bấm như thế này này, bấm như là thấy này. Trang lịch gì đúng không? Đây. Đấy, buồn nghe nó trang lịch. Xin chào tất cả anh em nghệ nhân và chị nghệ toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 15. Hôm nay em Triệu có về được lô chích trịa ở trời đất. Rồi có ít thanh tước, có ít phượng hoàng, có ít than, có ít nở đuôi dài nhé. Đây là mớ nở bổi. Để báo cáo với anh em vậy. Mới nhập bổ nhé. Còn đây là hàng đuôi dài và trời than thì trong thùng này nhé. Còn phượng hoàng thì ở ngoài kia do cái địa hình điện lý rồi là do cái công việc nên là cũng không thể đưa hết vào bầy điện ra cho anh em xem được. Nên là chỉ gói gọn như này thôi. Rồi tí nữa ra thì hôm nay hàng thông báo với anh em là nó có trời đất này, có thanh cước này, có lửa bổ này, có lửa 18 này, có lửa 19 này, 20 này, và đuôi 21 này, chìa than này, phượng hoàng này, cu gáy này. Để báo cáo với anh em là hôm nay nó có những cái món đấy nhá. Rất mong sự ủng hộ xỉ nẻ của anh em gần xa nhá. Anh chị em có nhu cầu con hàng về quan tâm về giá cả tốt nhất thị trường hiện nay thì hãy điện cho em Triệu nhá. Theo số điện thoại 0968919319 hoặc vào cái trang coi như là chim cảnh Triệu Phát máy fanpage em mới đập nhá. Tất cả những con hàng nóng sốt nhất của em Triệu sẽ cập nhật liên tục trên trang web này nhá, trên cái website này nhá, trên cái trang fanpage này. Rất mong là anh chị em coi như là ủng hộ anh em ra. Đây cái trang fanpage đây anh nhá, anh em đưa luôn cho anh em xem để anh em vào đấy tìm được. Nhưng anh em nào muốn biết được về giá cả tốt cho giá xỉ thì hãy liên hệ trực tiếp với em Triệu theo số điện thoại là 0968 919 319. Anh em vào cái trang này thì sẽ cập nhật được giá cả liên tục hàng ngày nhé. Tất cả các loại mẫu mã về con hàng, đa chủng loại, đa mẫu mã, giá cả cạnh tranh trực tiếp với thị trường hiện nay nhé. Rất mong sự ủng hộ của anh chị em xỉ nhà gần xa. Rồi chào tất cả anh em nhé, hẹn anh em vào một buổi ngày mai nhé. Rồi kính chào các cụ.